VNPT Technology là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT với sứ mệnh trở thành doanh nghiệp chủ lực của VNPT trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số. VNPT Technology đang vươn lên mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. VNPT Technology lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của mình, trên cơ sở đảm bảo và hài hòa lợi ích với các đối tác. VNPT Technology gồm 3 công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, hợp nhất về nguồn lực: công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị viễn thông ANSV, công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng VIVAS, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị viễn thông Telec. Kế thừa nguồn lực và kinh nghiệm sau gần 20 năm của các liên doanh giữa tập đoàn VNPT với đối tác Alcatel-Lucent, công ty Alcatel Network Systems Việt Nam ANSV và đối tác Nokia Siemens, công ty Telecommunication Equipment Telec, VNPT Technology đang sở hữu đội ngũ chuyên gia trưởng thành từ những ngày đầu của thời kỳ số hóa mạng viễn thông. Hiện tại, với gần 700 cán bộ công nhân viên, với trên 350 kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ công nghệ, VNPT Technology tự hào sở hữu đội ngũ nhân lực chất lượng cao, không chỉ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và gắn kết làm việc tại các trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm nghiên cứu phần cứng và firmware, trung tâm nghiên cứu phát triển giải pháp và phần mềm, trung tâm nghiên cứu phát triển giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng và mạng viễn thông, trung tâm nghiên cứu tích hợp hệ thống mạng, trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ mạng 4G LTE. Bên cạnh đó là hai trung tâm kỹ thuật gồm trung tâm dịch vụ kỹ thuật và trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và vận hành khai thác hệ thống. Trên cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất thiết bị của hai liên doanh trước đây, VNPT Technology nâng cấp, mở rộng, đầu tư mới dây chuyền và trang thiết bị sản xuất hiện đại tại 124 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, tại Bình Dương và khu công nghệ cao Hòa Lạc, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường. VNPT Technology tập trung phát triển hoạt động trong các lĩnh vực thế mạnh như nghiên cứu phát triển, sản xuất công nghệ công nghiệp, thương mại dịch vụ hàm lượng công nghệ cao, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Về lĩnh vực nghiên cứu phát triển, VNPT Technology chủ trương tạo ra các sản phẩm dẫn đầu về công nghệ thông qua các hoạt động như hợp tác chặt chẽ với các hãng công nghệ nguồn hàng đầu trên thế giới như Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, STMicro, Freescale, Intel để nghiên cứu, phát triển và xây dựng sản phẩm, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng. Hợp tác cùng các đối tác viễn thông và công nghệ thông tin lớn trên thế giới như Alcatel-Lucent, Nokia Siemens, IBM, Microsoft, Genesis để nghiên cứu và xây dựng các giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin. Nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng các hệ thống ứng dụng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và phát triển công nghệ nội dung số phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ, đặc biệt chú trọng các dịch vụ OTT nhằm giúp các nhà mạng nâng cao năng lực cạnh tranh. Hợp tác với các đối tác thương mại nghiên cứu xây dựng hệ thống và tích hợp các giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin. Về lĩnh vực sản xuất công nghệ công nghiệp, VNPT Technology định hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, sản phẩm thiết bị phần cứng gắn liền với giải pháp hệ thống và phần mềm. Về thiết bị và giải pháp cho mạng viễn thông, công nghệ thông tin, với thế mạnh là đơn vị thành viên của tập đoàn, cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, VNPT Technology đã nghiên cứu phát triển, sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ phát triển dịch vụ cho nhà mạng, điển hình như hàng triệu thiết bị dùng cho mạng truy cập băng rộng có dây như modem ADSL, Zipong ONT, tích hợp Wi-Fi router áp dụng chuẩn công nghệ mới nhất, cho phép người dùng download và upload lên đến hàng trăm megabit trên giây. Các thiết bị truy nhập băng rộng không dây như Wi-Fi Access Point Indoor và Outdoor, Wi-Fi router công suất cao sử dụng để triển khai dịch vụ Wi-Fi cấp độ nhà mạng. Thiết bị ứng dụng công nghệ tiên tiến như MIMO, Beamforming tiêu chuẩn mới nhất 802.11ac, hỗ trợ tốc độ truyền dẫn lên tới hàng gigabit trên giây. Các giải pháp cho nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin bao gồm giải pháp mạng Wi-Fi tổng thể trên nền điện toán đám mây gồm đầy đủ các hệ thống thành phần như quản lý thuê bao, tính cước, quản lý mạng lưới, quản lý chăm sóc khách hàng, tích hợp được với mạng lõi di động để xác thực và giảm tải cho mạng 3G. Giải pháp mạng Wi-Fi là sản phẩm thuộc chương trình phát triển công nghệ cao quốc gia năm 2014-2015. Giải pháp VNPT Multi-Screen Video Platform VMVP là nền tảng công nghệ cho dịch vụ truyền hình và giải trí đa phương tiện theo yêu cầu trên nền Internet.
Hạt nhân là hệ thống phân phối đa dịch vụ SDN được triển khai trên hạ tầng mạng VNPT. VNPT Technology đã ứng dụng thành công giải pháp VMVP trong việc xây dựng dịch vụ TVOD, cho phép khách hàng xem truyền hình và các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo yêu cầu trên tất cả các thiết bị có kết nối Internet như smartphone, máy tính bảng, máy tính cá nhân, Smartbox hay Smart TV. SmartTalk là giải pháp cho dịch vụ thông tin liên lạc đa phương tiện trên nền OTT chạy trên nền tảng ACS của VNPT Technology, được tích hợp với các mạng điện thoại công cộng như IMS, PSTN, mạng di động, cho phép người dùng nhắn tin, gọi điện và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua mạng Internet. Giải pháp đang được sử dụng để triển khai dịch vụ OTT nhà mạng. Giải pháp thanh toán toàn diện Mobile Payment cho phép thanh toán trực tiếp ở các trang thương mại điện tử và các hệ thống nội dung số qua các kênh trực tuyến, di động, SMS, WAP và hàng loạt các platform ứng dụng khác. Các giải pháp cho doanh nghiệp, IP Contact Center, Mobile Marketing, Tracking, v.v. Về sản phẩm cho người tiêu dùng, song song với việc phát triển các sản phẩm phục vụ dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, VNPT Technology cũng chú trọng nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, trong đó có điện thoại thông minh mang thương hiệu Vivas Lotus. Với khởi điểm là sản phẩm Vivas Lotus S1 đã được công nhận là smartphone thương hiệu Việt đầu tiên được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam, VNPT Technology đã và đang cho ra đời nhiều phiên bản kế tiếp với nhiều ưu điểm vượt trội hơn như cấu hình mạnh mẽ, thiết kế lịch lãm, tối ưu hóa phù hợp với người Việt cùng kho ứng dụng vô cùng phong phú và giá cả phù hợp. Thiết bị học tập giải trí tập trung VNPT Smartbox biến TV thông thường thành Super Smart TV. VNPT Smartbox là thiết bị OTT Set-top Box được nghiên cứu thiết kế nhằm thỏa mãn các nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và chia sẻ thông tin hàng ngày của mọi thành viên trong gia đình. Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, IPTV phục vụ phát triển dịch vụ truyền hình quảng bá và truyền hình trả tiền trên các công nghệ truyền dẫn khác nhau như mạng truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh, truyền hình IP. Điển hình trong đó, thiết bị DVB-T2 đang được cung cấp cho chương trình số hóa truyền hình của chính phủ. IPTV Set-top Box được sử dụng để cung cấp dịch vụ MyTV của VNPT. Lĩnh vực thương mại của VNPT Technology bao gồm hai phương thức cơ bản: hợp tác chiến lược với các hãng viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu thế giới để phân phối các sản phẩm thiết bị như mạng lõi IP, thiết bị mạng IN, mạng truy nhập di động, mạng truy nhập bằng rộng cố định và mạng cố định truyền thống. Phân phối thiết bị và xây dựng giải pháp IP Contact Center, tổng đài nội bộ PABX và các giải pháp khác cho doanh nghiệp. Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ do VNPT Technology trực tiếp sản xuất với cam kết chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt nhất cho khách hàng. Các hoạt động dịch vụ của VNPT Technology với đội ngũ kỹ sư làm chủ công nghệ, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng với nhiều năm kinh nghiệm triển khai, VNPT Technology cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong tư vấn, thiết kế, xây dựng và phát triển các giải pháp tối ưu cho các nhà khai thác viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu quả đầu tư và kinh doanh tối đa. VNPT Technology triển khai trọn gói các dự án viễn thông, công nghệ thông tin từ khâu thiết kế, quy hoạch mạng lưới, khảo sát, lắp đặt, cài đặt tích hợp thiết bị, vận hành chạy thử tới tối ưu hóa chất lượng mạng lưới. Ngoài ra, VNPT Technology còn cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bao gồm tư vấn tại chỗ, hỗ trợ xử lý từ xa hoặc tại trạm, hỗ trợ bảo dưỡng phòng ngừa sự cố, quản lý thiết bị sửa chữa bảo hành, cập nhật phần mềm, hỗ trợ tối ưu hóa mạng lưới, sửa chữa phần cứng, firmware và quản lý cho các hệ thống thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin. VNPT Technology cam kết mang đến hệ thống những giải pháp, dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao, hậu mãi tốt và đảm bảo lợi ích cao nhất của khách hàng. Sát cánh cùng người tiêu dùng, VNPT Technology đang nỗ lực góp phần chứng minh năng lực và thương hiệu của công nghệ Việt trên thị trường quốc tế.